Xin chào, đây là Big Seven của Euro, một chương trình lên sóng hàng ngày trên kênh huấn luyện viên Anh Quân Story, nơi cập nhật những thông tin nóng hổi nhất của các ông lớn tại kỳ Euro 2024 tới đây. Một tuần trước thêm Euro 2024 khởi tranh, đội tuyển Italia đã chốt danh sách 26 cầu thủ sẽ hành quân tới Đức sắp tới. Trong khi đó, sau khi bị loại khỏi danh sách chính thức tham dự Euro, một ngôi sao của đội tuyển Anh đã có những chia sẻ về điều khá đáng tiếc này cho bản thân mình. Bên cạnh đó, các đội bóng khác cũng có những biến động vô cùng đáng chú ý bên ngoài sân cỏ. Hãy cùng đến ngay với Big Seven Euro ngày hôm nay nhé. Vào rạng sáng ngày hôm nay, huấn luyện viên Luciano Spalletti đã công bố danh sách 26 tuyển thủ Italia tới Đức tham dự Euro 2024. Trong danh sách này đều xuất hiện những cái tên chất lượng đã thi đấu ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ ở mùa giải vừa qua. Cùng với đó cũng đã lộ diện 3 cầu thủ bị loại khỏi đoàn quân áo thiên thành. Ở một diễn biến khác, thuyền trưởng đội tuyển Italia mới đây cũng đã thông báo tình hình của một trụ cột trong đội hình sau khi cầu thủ này vắng mặt ở trận đấu giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua. Vào rạng sáng ngày hôm nay, huấn luyện viên Luciano Spalletti đã công bố danh sách 26 tuyển thủ Italia tới Đức tham dự Euro 2024. Những cái tên chất lượng nhất như Donnarumma, Nicolò Barella hay Di Marco đều góp mặt. Ba cầu thủ bị loại lần lượt là Riccardo Ossolini, Samuel Ricci và Ivan Provedel. Đây là một quyết định không mấy bất ngờ đối với người hâm mộ Azzurri khi cả ba cái tên kể trên đều không thể cạnh tranh cho mình một vị trí thi đấu, trong khi Provedel không thể cạnh tranh được với các thủ thành đẳng cấp hàng đầu như Donnarumma hay Vicario, thì cả Ossolini và Ricci đều không có được màn trình diễn đủ thuyết phục trong trận đấu giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Italia cũng đã không thể có được sự phục vụ của bộ đôi trung vệ Francesco Acerbi và Giorgio Scavini vì chấn thương, và huấn luyện viên Spalletti đã phải gọi bổ sung Federico Gatti từ Juventus. Gli Azzurri sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp Bosnia Herzegovina vào ngày 10 tháng 6 trước khi chính thức bắt đầu chuyến hành trình bảo vệ chức vô địch Euro hè này. Nicolò Barella vừa trải qua một mùa giải tương đối thành công cùng câu lạc bộ Inter Milan khi anh đã cùng Nerazzurri giành chức vô địch Serie A. Cầu thủ này hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng nơi hàng tiền vệ Italia tại Euro 2024 sắp tới. Tuy nhiên, việc ngôi sao thuộc biên chế Inter Milan chưa hoàn toàn bình phục chấn thương khiến những người hâm mộ đội bóng áo thiên thành cảm thấy lo lắng. Ở trận giao hữu mới đây với Thổ Nhĩ Kỳ, Nicolò Barella cũng không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới đây, huấn luyện viên Luciano Spalletti đã lên tiếng trấn an các cổ động viên. Ông nói: "Tôi tin tưởng vào các bác sĩ của mình và họ nói với tôi rằng gần như chắc chắn cậu ấy sẽ bình phục kịp thời. Euro đang tới gần và nếu như Barella không thể kịp bình phục, đây sẽ là một tổn thất lớn dành cho Italia." Đội tuyển Anh đã chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự Euro 2024 sau khi huấn luyện viên Gareth Southgate loại 7 cầu thủ trong đội hình của Tam Sư vào ngày hôm qua. Một trong số những quyết định từ vị huấn luyện viên trưởng này đã nhận được phản ứng từ cầu thủ trong đội tuyển Anh hiện tại. Trong khi đó, sau khi không thể tham dự Euro 2024 cùng các đồng đội, một ngôi sao đã có những chia sẻ của riêng mình về điều khá đáng tiếc này. Telegraph đưa tin sau khi huấn luyện viên Southgate chốt danh sách 26 tuyển thủ chính thức tham dự Euro 2024 vào đêm 6 tháng 6, một số cầu thủ tam sư phải gặp trực tiếp chiến lược gia 53 tuổi để hỏi về lý do loại Jack Grealish. Trong khi đó, cầu thủ khác tìm cách an ủi tiền vệ 28 tuổi này. Cũng theo trang báo Anh, một số cầu thủ cảm thấy tiếc nuối cho Grealish. Họ tin tiền vệ Man City đáng lẽ phải góp mặt trong 26 cầu thủ tham dự vòng chung kết Euro sắp tới. Ngoài ra, giám đốc thể thao của một câu lạc bộ hàng đầu Premier League cũng liên hệ với Telegraph để bày tỏ ngạc nhiên khi Grealish bị gạch tên khỏi danh sách chính thức của đội tuyển Anh. Grealish thể hiện rõ sự buồn bã và thất vọng khi bị gạch tên khỏi danh sách tham dự Euro 2024 của đội tuyển Anh. Nhưng sau cùng, dù bất ngờ, tiền vệ Man City và cầu thủ đều tôn trọng quyết định của huấn luyện viên Southgate. Grealish cũng không quên gửi lời động viên và chúc các đồng đội thi đấu tốt ở mùa Euro 2024. Trong trận giao hữu gặp Bosnia Herzegovina hôm 4 tháng 6, Grealish gây ấn tượng với đường kiến tạo để chen Alexander-Arnold lập công. Song chừng đó là chưa đủ để thuyền trưởng tuyển Anh lựa chọn cầu thủ góp mặt trong đội hình chính thức của đội tuyển quốc gia. Sau khi biết được thông tin bản thân bị loại khỏi danh sách đội tuyển Anh tham dự vòng chung kết trên đất Đức, trung vệ của Man United đã không giấu được sự thất vọng. Chia sẻ trên trang Instagram cá nhân, Harry Maguire cho biết: "Tôi rất thất vọng khi không được lựa chọn vào đội hình tuyển Anh ở Euro mùa hè này. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng tôi vẫn không thể kịp bình phục chấn thương ở bắp chân. Có lẽ tôi đã cố gắng quá mức để chạy đua với thời gian. Tôi thực sự rất thất vọng. Với tôi, đại diện cho đội tuyển Anh là vinh dự cao nhất. Nếu tôi không thể giúp đội tuyển với tư cách là một cầu thủ, tôi sẽ ủng hộ họ với tư cách là một người hâm mộ. Cùng với phần còn lại của đất nước, hãy tiến lên và giành chiến thắng nhé, các chàng trai." Trung vệ người Anh là cầu thủ thường xuyên được huấn luyện viên Gareth Southgate tin tưởng trao suất đá chính tại Tam Sư từ World Cup 2018 đến nay. Đáng tiếc là ở thời điểm hiện tại, Harry Maguire vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân.
Trước thềm Euro 2024 diễn ra, một ngôi sao trong đội hình hiện tại của đội tuyển Đức đã có những phát biểu liên quan đến số phận của mình tại giải đấu sắp tới. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Đức đã có những chia sẻ về mục tiêu của đội nhà tại Euro 2024 năm nay được tổ chức trên chính đất nước của họ. Trả lời báo giới mới đây, thủ thành Ter Stegen phát biểu, việc ngồi dự bị không phải là tình huống dễ chịu, nhưng tôi phải chấp nhận. Ngay cả khi tôi không đồng ý với huấn luyện viên, tôi muốn mọi người có thể tin tưởng vào tôi. Tuy nhiên, tôi phải có trách nhiệm với tập thể. Tôi sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào có thể. Đồng thời, ngôi sao Barcelona cũng cho biết anh muốn nhận được nhiều sự tin tưởng hơn từ chính huấn luyện viên Nagelsmann và người hâm mộ. Trước đó, nhiều tin đồn về việc anh sẽ cân nhắc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế khi không được trọng dụng ở đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, chính Ter Stegen đã phủ nhận những tin đồn này. Bất chấp sự thất vọng, Ter Stegen vẫn phải ngồi dự bị ở Euro 2024 tới tại quê nhà khi huấn luyện viên 36 tuổi quyết định chọn Manuel Neuer là lựa chọn chính thức. Dù vậy, thủ thành sinh năm 92 vẫn tỏ thái độ tôn trọng nhất định với quyết định của ông thầy người Đức. Manuel Neuer vẫn là một tượng đài trong màu áo của tuyển Đức và rất khó có thủ môn nào có thể thay thế được vị trí của anh trừ khi Neuer ngồi ngoài. Khi anh thi đấu xuất sắc ở mùa giải này, việc Ter Stegen ngồi dự bị là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo giám đốc thể thao Liên đoàn bóng đá Đức Rudi Völler, những chiến thắng trước Pháp và Hà Lan vào tháng 3 cho thấy tuyển Đức là ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch Euro 2024. Thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển của chúng tôi là hai trận giao hữu vào tháng 3. Chúng tôi nhận ra rằng dưới sự dẫn dắt của Julian Nagelsmann, toàn đội có hai chiến thắng thuyết phục và có nhiều sự lạc quan hơn trong phòng thay đồ. Nagelsmann kế nhiệm Hansi Flick từ tháng 9 năm 2023. Sau khởi đầu không mấy khả quan, huấn luyện viên 36 tuổi đã tái cơ cấu đội hình triệt để và thành công trong việc gọi lại tiền vệ kỳ cựu Toni Kroos. Hồi tháng 3, Đức cho thấy dấu hiệu khởi sắc khi thắng Pháp 2-0 và Hà Lan 2-1. Lần gần nhất Đức giành một danh hiệu quốc tế là World Cup 2014 khi cựu huấn luyện viên Joachim Löw còn dẫn dắt. 10 năm qua, đội tuyển giàu truyền thống nhất châu Âu liên tục bị loại bán kết Euro 2016, vòng bảng World Cup 2018, vòng 1/8 Euro 2021 và vòng bảng của World Cup 2022. Trận giao hữu vừa qua trước Luxembourg chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Kylian Mbappe. Cậu bé vàng nước Pháp đã đóng góp rất lớn vào chiến thắng của đội nhà và sau trận đấu, anh đã nhận được nhiều lời khen đến từ ông thầy Didier Deschamps của mình. Ở một diễn biến khác, một ngôi sao của Les Bleus hiện tại cũng đã lập kỷ lục về một thống kê rất ấn tượng sau khi ra sân ở trận đấu giao hữu vừa qua. Đội tuyển Pháp trong giai đoạn tập trung để chuẩn bị cho vòng chung kết Euro vào tuần sau, họ đã có cho mình trận giao hữu với Luxembourg vào ngày 6 tháng 6 và sẽ đối đầu với Canada sau đây 3 ngày nữa. Và trong trận thắng ngày hôm qua trước Luxembourg, đội trưởng ngôi sao của Les Bleus, Kylian Mbappe đã có cho mình một màn trình diễn siêu hạng với một bàn thắng và hai đường kiến tạo. Anh cũng là đầu tàu trong mọi đợt lên bóng của những chú gà trống Gô Loa. Chính vì vậy, không chỉ có giới truyền thông mà ngay cả huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps cũng đã dành những lời khen có cánh cho khả năng lãnh đạo của tân binh Real Madrid. Ông chia sẻ, Mbappe là một người có tư chất thủ lĩnh thực sự tuyệt vời đấy. Sau những gì tồi tệ đã trải qua với Paris Saint-Germain, giờ đây cậu ấy gạt qua mọi thứ và tập trung hoàn toàn vào mục tiêu phía trước là cùng chúng tôi hướng đến chức vô địch Euro trên đất Đức. Trong chiến thắng trước Luxembourg của tuyển Pháp ngày hôm qua, không chỉ có Mbappe mới để lại dấu ấn, mà còn đó là tiền đạo kỳ cựu vào sân thay người, Olivier Giroud. Theo đó, ở tuổi 37 và 249 ngày, việc có mặt trên sân cũng đã giúp cho tiền đạo mới chia tay AC Milan trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân cho Les Bleus. Đây cũng không phải là kỷ lục duy nhất mà cựu cầu thủ Arsenal và Chelsea đạt được trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trước đó, anh đã từng vượt qua Thierry Henry để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của những chú gà trống Gô Loa. Hiện tại, Giroud vẫn đang là một trong những quân bài cực kỳ quan trọng trong thành phần của đội tuyển Pháp. Mặc dù đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps cũng đang dần bắt tay vào quá trình trẻ hóa, nhưng sự góp mặt của những cái tên đầy kinh nghiệm như Griezmann, Giroud hay Mbappe vẫn sẽ giúp cho Les Bleus giữ lại được tính cân bằng và ổn định cho đội hình. Vào rạng sáng nay, đội tuyển Hà Lan đã bước vào trận đấu giao hữu quốc tế khi đón tiếp các cầu thủ Canada. Với sự nhỉnh hơn về mặt lực lượng lẫn trình độ, không quá khó khăn khi cơn lốc màu da cam được hưởng niềm vui chiến thắng. Trong khi đó, vấn đề chiến thuật của đội tuyển Hà Lan là chủ đề được quan tâm rất nhiều ở giải đấu sắp tới và nó sẽ là yếu tố quyết định đến kết quả của đoàn quân huấn luyện viên Ronald Koeman tại Euro sắp tới. Đội tuyển Hà Lan vừa có một màn chạy đào hoàn hảo cho Euro 2024 khi có được chiến thắng đậm 4-0 trước Canada. Trận giao hữu đáng chú ý này được tổ chức tại sân vận động Feyenoord ở Rotterdam, Hà Lan. Mặc dù xếp hạng thấp hơn nhiều, nhưng Canada đã nhập cuộc đầy tự tin, gây sức ép lên Hà Lan và giúp tạo ra một thế trận khá cân bằng trong phần lớn hiệp 1. Tuy nhiên, những đường truyền sắc như dao của Hà Lan đã dần bể gãy lối chơi của Canada, khiến đội bóng này phải chịu một áp lực cực kỳ dồn dập. Và điều gì cần đến cũng phải đến. Jeremy Frimpong đã tỏa sáng với một bàn thắng và một pha kiến tạo. Bên cạnh đó, Memphis Depay, Wes Weghorst và Virgil van Dijk cũng lần lượt nổ súng cho cơn lốc màu da cam.
qua đó rội một gáo nước lạnh lên màn ra mắt của huấn luyện viên trưởng Jesse Marsh bên phía đội tuyển Canada. Một chiến thắng cách biệt đã giúp cho đoàn quân huấn luyện viên Ronald Koeman tạo được đà tâm lý tốt trước khi bước vào trận giao hữu tiếp theo trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết Euro 2024. Ngoài ra, vấn đề chiến thuật cũng là một điều khá đáng chú ý ở đội tuyển Hà Lan khi họ đã có một giai đoạn dài với hai giải đấu lớn gần nhất sử dụng sơ đồ 5 hậu vệ. Tuy vậy, có vẻ như huấn luyện viên Ronald Koeman đang có ý định quay trở lại với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Sơ đồ này của Hà Lan là biểu tượng cho lối chơi tấn công rực lửa và sáng tạo được phát triển từ thời kỳ hoàng kim của bóng đá quốc gia này. Kể từ khi được dẫn dắt bởi huyền thoại Johan Cruyff, những câu lạc bộ màu da cam đã sử dụng sơ đồ này để đạt đến những đỉnh cao vang dội. Sơ đồ 4-3-3 không chỉ mang lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ mà còn thể hiện mạnh mẽ được triết lý bóng đá tổng lực đặc trưng của đất nước này. Đối với Ronald Koeman, sơ đồ này vẫn là lựa chọn hàng đầu khi dẫn dắt đội tuyển Hà Lan, mặc dù ông cũng đã linh hoạt chuyển đổi sang các sơ đồ khác khi cần thiết. Tuy vậy, những người hâm mộ vẫn luôn khao khát được thấy đội tuyển triển khai lối chơi này với hy vọng tái hiện lại những thành công vang dội trong quá khứ. Tây Ban Nha vừa có được chiến thắng tưng bừng trước Andorra tại trận giao hữu quốc tế vừa qua. Chính vì điều này, huấn luyện viên Luis de la Fuente đang đối mặt với cơn đau đầu về mặt lực lượng khi hạn chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự Euro 2024 đã tới rất gần. Trong khi đó, đội bóng xứ sở bò tót mới đây đã nhận được lời thách thức tới từ một đội bóng tại bảng đấu ở Euro sắp tới. Đội tuyển Tây Ban Nha vừa có chiến thắng hủy diệt trước đối thủ Andorra khi mà Euro 2024 chỉ còn ít ngày nữa là sẽ khởi tranh. Hiện tại, đội tuyển Tây Ban Nha bao gồm 29 cái tên trong danh sách sơ bộ để chuẩn bị cho Euro 2024, nhưng khi bước vào giải sẽ chỉ có 26 cái tên được góp mặt. Với việc các học trò chơi quá thăng hoa, huấn luyện viên De La Fuente thừa nhận bản thân cảm thấy bối rối và chưa biết phải loại bỏ ai. Tôi chắc chắn rằng việc quyết định loại bỏ ai sẽ gặp khó khăn hơn. Những người có mặt trong đợt tập trung lần này đều là một tập thể. Tôi có lý lẽ để tiếp tục tin tưởng vào tất cả họ. Tôi không thể đưa ra thêm bất kỳ một gợi ý nào vì tôi dành sự tôn trọng đối với tất cả cầu thủ. Quyết định sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp. Có thể vẫn còn một vài cầu thủ đa năng hơn hoặc một mẫu cầu thủ khác. Chúng ta hãy thử nghĩ về tất cả các tình huống có thể xảy ra trong giải đấu. Tôi muốn cân nhắc thật kỹ lưỡng. Mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Albania, ông Silvio Mendes Campos Jr. đã có những chia sẻ đầy tự tin trước thềm Euro 2024. Nằm trong một bảng đấu được coi là tử thần với sự xuất hiện của những Ý, Croatia và Tây Ban Nha. Đương nhiên, Albania chỉ được xem là đội tuyển lót đường. Thế nhưng khi được phỏng vấn với tờ AS của Tây Ban Nha, thuyền trưởng của Albania khẳng định: "Tại giải đấu lần này chúng tôi sẽ phải chạm trán toàn với những đối thủ mạnh, trong đó có Tây Ban Nha. Tất nhiên tôi dành rất nhiều tình cảm cho đất nước này vì tôi từng chơi trong màu áo của Barcelona. Tôi biết Tây Ban Nha là đội tuyển mạnh, nhưng khi đối đầu nhau chúng tôi sẽ chơi tấn công." Theo lịch thi đấu của Euro, Tây Ban Nha sẽ mở màn bằng trận đấu với Croatia vào ngày 15. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có những sự chuẩn bị cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Croatia sắp tới. Đây cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng của đoàn quân huấn luyện viên Roberto Martinez trước khi họ chính thức bước vào chiến dịch Euro. Trong khi đó, với lực lượng hiện tại, Seleção châu Âu được đánh giá rất cao về việc lên ngôi ở giải đấu bởi một huấn luyện viên lừng danh trên thế giới. Vào đêm ngày mai, theo giờ Việt Nam, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ có trận giao hữu cuối cùng gặp đội tuyển Croatia. Đây sẽ là một bài test thực sự cho thầy trò huấn luyện viên Roberto Martinez trước khi bay sang Đức tham dự Euro 2024. Bồ Đào Nha đã không thua trước Croatia trong 6 lần gần nhất mà hai đội gặp nhau. Và nếu như đêm nay Seleção châu Âu tiếp tục giành chiến thắng thì đó quả là một bước chạy đà hoàn hảo khi Euro đang ngày một tới gần. Kể từ sau thất bại 0-1 trước Maroc tại tứ kết World Cup 2022, Bồ Đào Nha có phong độ vô cùng ấn tượng. Ngoài thất bại 0-2 trước Slovenia, Seleção toàn thắng 12 trận còn lại, trong đó có 10 trận tại vòng loại Euro 2024. Về tình hình lực lượng, cả Bồ Đào Nha và Croatia đều có cho mình đầy đủ những cái tên chất lượng nhất trong đội hình. Siêu sao Cristiano mặc dù không có mặt trong chiến thắng 4-2 trước Phần Lan do chưa hồi phục thể lực sau trận chung kết Saudi King Cup, nhưng nhiều khả năng sẽ trở lại trong trận này. Ngoài CR7, một số cái tên chưa được làm nóng ở trận trước như Bernardo Silva hay Mathieu Nunes có thể cũng sẽ có mặt trong đội hình xuất phát vào đêm mai. Trong buổi phỏng vấn với Goal, huấn luyện viên Jose Mourinho đã nói về những ứng viên có cơ hội vô địch Euro 2024. Bốn đội bóng tốt nhất đã được tân thuyền trưởng của Fenerbahce nêu tên và thật bất ngờ trong đó có cả Bồ Đào Nha, đội bóng quê hương của vị chiến lược gia này. Thảo luận về cơ hội của Seleção châu Âu, Mourinho nói: "Tôi không muốn thiếu tôn trọng những thế hệ trước mà chúng tôi có, nhưng xét về chiều sâu và chất lượng đội hình, chúng tôi hiện có lẽ là đội bóng mạnh nhất từ trước đến nay và Bồ Đào Nha có thể đi tiếp để giành chiến thắng. Có niềm tin rằng họ có thể đánh bại bất cứ ai. Tôi không muốn nói Bồ Đào Nha là đội mạnh nhất, nhưng Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức cũng không tốt hơn." Người đặc biệt cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với chiều sâu lực lượng mà đội bóng áo bã châu đang sở hữu vào thời điểm hiện tại. Vấn đề tốt nhất đối với một huấn luyện viên là phải chọn ai để chơi, bởi vì có hai hậu vệ phải xuất sắc, hai hậu vệ trái xuất sắc, hai tiền vệ trái xuất sắc.
Vâng, tôi chỉ đang nói hai, nhưng Bồ Đào Nha có một đội hình 23 người chất lượng. Đó là tất cả những thông tin nóng hổi nhất liên quan đến các ông lớn tại Euro 2024 được chúng tôi cập nhật xuyên suốt 24 giờ qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các số Big 7 Euro tiếp theo trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân Story.